Nga tố Anh tham gia xung đột, Pháp chuyển thêm thiết giáp cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Anh đêm ngày 15 tháng 5 cho biết, việc London tiếp tục gửi khí tài cho Ukraine càng cho thấy sự can dự công khai của nước này vào cuộc xung đột tại Ukraine. Chúng tôi thấy rằng London tiếp tục can dự một cách có hệ thống và công khai vào cuộc xung đột tại Ukraine. Một khi đã đưa ra quyết định, thì những quyết định đó sẽ phớt lờ quy mô của sự tàn phá và số sinh mạng có thể đã mất. Điều này cho thấy London không có chút e ngại nào về vấn đề này hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Đại sứ quán Nga tại Anh viết. Theo thông cáo trên, Kiev không cưỡng lại được sự cám dỗ trong việc sử dụng khí tài phương Tây. Dù vậy, các gói viện trợ sẽ không thể tác động tới tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hãng tin TASS nhận định, thông cáo trên được Đại sứ quán Nga tại Anh đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm London và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Theo thông tin được văn phòng Thủ tướng Anh công bố sau cuộc hội đàm, London trong thời gian tới sẽ cung cấp cho Kiev hàng trăm tên lửa phòng không cùng hàng loạt máy bay không người lái tấn công có tầm hoạt động lên tới 200 km. Pháp chuyển thêm thiết giáp cho Ukraine. Thông cáo chung được Tổng thống Pháp Macron và người đồng cấp Ukraine Zelensky công bố gần đây cho thấy, Paris trong thời gian tới sẽ chuyển thêm khí tài quân sự hạng nặng cho Kiev. Trong những tuần tới, Pháp sẽ huấn luyện và trang bị một số tiểu đoàn Ukraine, hàng chục xe bọc thép và xe tăng hàng nhẹ, trong đó có xe AMX-10RC. Ngoài ra, Pháp đang nỗ lực hỗ trợ Ukraine khả năng phòng không để có thể đối phó với các cuộc tập kích của Nga. Tờ Ukraineform hôm 15 tháng 5 dẫn thông cáo chung cho biết. Theo trang Military, đây sẽ là lô khí tài quân sự thứ hai được pháp chuyển cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Vào giữa tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng các binh sĩ thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ nước này đã đưa vào biên chế một số xe pháo tự hành chống tăng AMX-10RC có nguồn gốc từ Pháp. Phản ứng của Mỹ sau khi Nga tuyên bố bắn hạ vũ khí thay đổi cuộc chơi Mỹ đã có phản ứng đầu tiên sau khi Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Storm Shadow mà Anh chuyển giao cho Ukraine. Ngày 15 tháng 5, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắn hạ một tên lửa hành trình Storm Shadow chỉ ít ngày sau khi Anh chuyển giao loại vũ khí thay đổi cuộc chơi này cho quân đội Ukraine. Phản ứng trước tuyên bố trên từ Bộ Quốc phòng Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết Washington, DC hiện chưa có đầy đủ bằng chứng để xác nhận thông tin từ phía Moscow. Bên cạnh đó, ông Kirby cũng khẳng định Mỹ hiện chưa có kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho phía Ukraine. Về Storm Shadow, tôi chưa thể xác nhận báo cáo trên. Ngoài ra, phương án tiếp cận của chúng tôi về việc cung cấp các loại tên lửa tầm xa như ATACMS cho Ukraine hiện chưa thay đổi. Ông Kirby phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 15 tháng 5. Trước đó, vào hôm 11 tháng 5, chính phủ Anh xác nhận sẽ cung cấp các tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine sau khi Kiev đảm bảo với Anh rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Ukraine. Storm Shadow là một tên lửa hành trình do Tập đoàn Quốc phòng châu Âu MBDA thiết kế, phát triển và sản xuất. Mục tiêu của tên lửa này là các cơ sở hạ tầng kiên cố và các mục tiêu di động hoặc cố định của đối phương. Tên lửa này được trang bị động cơ phản lực, cho phép nó đạt tốc độ tối đa lên tới 1.000 km h Tên lửa có trọng lượng khoảng 1.300 kg, cùng đầu nổ đa chức năng có trọng lượng 450 kg. Với tầm bắn 250-300 km, tên lửa Storm Shadow có khả năng tấn công vượt xa các hệ thống vũ khí mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine, bao gồm các phiên bản của hệ thống đạn dẫn đường tấn công trực tiếp JDAM hoặc hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Theo giới quan sát, thiết kế của tên lửa hành trình Storm Shadow được áp dụng những tính năng và công nghệ độc đáo, đặc biệt là công nghệ tàng hình cho phép nó làm giảm nguy cơ bộc lộ vị trí trước radar của đối phương. Một số chuyên gia nhận định tên lửa Storm Shadow sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng với các căn cứ của quân đội Nga trên bán đảo Crimea. Bên cạnh đó, những cứ điểm phòng ngự kiên cố của Moscow tại khu vực Donbass cũng có thể sẽ trở thành mục tiêu của loại tên lửa này. Phản ứng trước việc Anh cung cấp vũ khí thay đổi cuộc chơi Storm Shutdown cho Ukraine, ông Mikhail Seremet, thành viên của Duma Quốc gia Hạ viện Nga, đã cảnh báo rằng Moscow sẽ đưa ra những động thái đáp trả mạnh mẽ nếu Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shutdown để tấn công lãnh thổ Nga. Theo Seremet, nếu Ukraine đưa vũ khí thay đổi cuộc chơi Storm Shutdown vào cuộc, điều này sẽ kích hoạt những màn đáp trả bằng tên lửa bao gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga nhằm vùng biên giới phía Tây của Ukraine. Những vụ tập kích như vậy sẽ ngăn chặn dòng vũ khí của phương Tây viện trợ cho Kiev. Ukraine đang chứng minh bẫy Bakhmut có hiệu quả. Ukraine đã chứng tỏ những tổn thất mà họ chấp nhận trong nỗ lực chiến giữ Bakhmut, biến nơi đây thành cái bẫy tiêu hao lực lượng Nga đã được đền đáp. Theo tờ Wall Street Journal, Ukraine đã gây tổn thất cho lực lượng Nga bằng cách kiên cường bảo vệ Bakhmut trong trận chiến tiêu hao kéo dài 10 tháng qua. Suốt nhiều tháng qua, quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut đã ở thế phòng thủ, ẩn nấp trong các tầng hầm và lùi dần về phía sau trước hỏa lực pháo binh và các đợt tấn công của bộ binh Nga. Nhưng tuần trước, Ukraine đã phát động các cuộc phản công bất ngờ, giành lại vài km vuông đất tại vùng ngoại ô phía tây thành phố, nới lỏng cọng kìm của Nga trên các tuyến đường tiếp tế quan trọng. Các lực lượng Nga đáp trả mạnh mẽ, giữ quyền kiểm soát phần lớn Bakhmut, nơi gần như đã bị san phẳng sau nhiều tháng giao tranh. Tuy nhiên, các chỉ huy Ukraine nói rằng những tiến bộ gần đây là bằng chứng cho thấy chiến lược của họ chủ ở Bắc Mút càng lâu càng tốt, đang được đền đáp. Họ nói mục tiêu là giao tranh và làm kiệt quệ các lực lượng Nga khi Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công ở những nơi khác. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 15 tháng 5 rằng, người Nga đã gửi thêm các đơn vị tới vùng ngoại ô của Bắc Mút sau khi Ukraine giành được một số lợi thế thắng lợi. Còn đại tá Sergei Chevati, phát ngôn viên của lực lượng Ukraine ở miền Đông cho biết, chúng tôi đã dụ họ vào bẫy Bắc Mút, họ đã mất một lượng nhân lực đáng kinh ngạc. Trong vài ngày qua, lực lượng của Kiev đã giành lại những vùng lãnh thổ mà quân đội Nga phải mất hàng tuần mới chiếm được. Những bước tiến đó diễn ra khi thời tiết ấm hơn, làm khô mặt đất sau nhiều tháng tuyết và bùn cản trở hầu hết các hoạt động di chuyển. Thomas Chomskymet, một binh sĩ thuộc lữ đoàn xung kích số 3, lực lượng đã giành lại một số vị trí tại phía nam Bakhmut vào tuần trước cho biết, địa hình chống trải với những cánh đồng và cây cối thừa thớt khiến cuộc tấn công càng trở nên khó khăn. Chomskymet là lính bắn tỉa, yểm trợ cho lính bộ binh khi lữ đoàn tấn công chiến hào của Nga. Đó là cuộc pháo kích bất tận, anh nói. Chomskymet đã bị chấn động vài ngày do hậu quả của các vụ nổ. Chiến dịch thành công nhưng chúng tôi đã phải trả giá. Cho khi Med nói, Đại tá Cherati, phát ngôn viên quân Ukraine cho biết, cuộc tấn công ở Bakhmut đã không sử dụng bất kỳ binh sĩ nào mà Kiev đang huấn luyện phục vụ cho cuộc phản công dự kiến của họ. Bakhmut, nơi có dân số 70.000 người trước chiến sự, là tâm điểm giao tranh chính trong nhiều tháng trở lại đây. Cả hai phía đều được cho là gánh chịu tổn thất lớn về người và thiết bị quân sự. Lực lượng Ukraine đã mất kiểm soát phần lớn Bakhmut Hiện họ chỉ nắm giữ một số ít quận nhỏ tại phía tây Bắc Mút. Các binh sĩ Ukraine trong thành phố cho biết họ bị các lực lượng Nga nã pháo không ngừng, trong nỗ lực săn bằng bất kỳ tòa nhà nào còn sót lại mà họ có thể ẩn nấp. Sau đó là các đợt tấn công của bộ binh. Một lính bắn tỉa 24 tuổi người Ukraine đã chiến đấu trong thành phố được khoảng 3 tuần cho biết một số khu vực đang đổi chủ, nhưng quyền kiểm soát đã không thay đổi kể từ khi anh ở đó. Đại tá Roman Kurschenko thuộc Lưu đoàn Phòng thủ lãnh thổ 127 cho biết binh lính của ông đã bắt đầu gia cố các tầng hầm mà họ ẩn náu để không bị nghiền nát nếu các tòa nhà phía trên sụp đổ. Ông cho biết cường độ pháo kích của nga đã tăng lên trong tuần này. Đồng thời cho biết thêm ông tin rằng các lực lượng của moscow đang cố gắng cắt ngang trung tâm thành phố sau khi mất kiểm soát ở vùng ngoại ô. Ông kershchenko cũng cho biết những thành công của ukraine là kết quả từ sự nỗ lực mà đơn vị của ông và những đơn vị khác đã làm để giữ trung tâm thành phố. Chúng tôi khiến người nga tập trung vào lực lượng của chúng tôi, trong khi các lực lượng khác của ukraine được triển khai từ vùng ngoại ô thành phố. Trước đó, những tổn thất của Ukraine từng khiến các nhà phân tích phương Tây nghi ngại về quyết định chấn giữ Bakhmut tới cùng của Kiev. Và những thắng lợi bước đầu vào tuần trước đã khiến một số người tin rằng tình thế có thể đang thay đổi. Chỉ một tuần trước, các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine còn đặt câu hỏi tại sao họ vẫn được yêu cầu giữ Bakhmut, theo một bác sĩ trong đơn vị. Philip O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrew tại Scotland cho biết, chiến đấu bảo vệ Bakhmut là một sự lựa chọn đúng đắn của Ukraine. Ông nói, nếu các lực lượng Ukraine rút lui khỏi thành phố, Nga có thể đã tuyên bố chiến thắng và chuyển sang thế phòng thủ tại đây. Ông nói, Ukraine rất cần làm suy yếu Nga trước cuộc phản công. Theo ông, việc lôi kéo các lực lượng Nga tham gia cuộc tranh giành băng mút không chỉ nhằm làm suy yếu họ, mà còn ngăn cản họ huấn luyện hoặc đào chiến hào tại những khu vực khác tại Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước lại cho biết, các lượng Ukraine đã không tạo ra bất kỳ bước đột phá nào, chỉ là một số binh sĩ đã chiếm được các vị trí mới, để đều định tuyến phòng thủ của họ. Tuy nhiên, hôm 14 tháng 5, truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng, hai chỉ huy cao cấp của Nga đã không qua khỏi trong các trận giao tranh tại Bakhmut. Các lực lượng Nga cũng đang phát tờ rơi cảnh báo quân đội về một cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới của Ukraine, theo những bức ảnh được quân đội Ukraine chia sẻ với tờ Wall Street Journal.